Hello xin chào tất các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình. Thì mình là Lê Duy đến từ Kiwi Rufus và Hidden Gem và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình uh, Kiwi on Chain ở uh, tập tiếp theo này. Thì đây là một tập mình nghĩ là một tập cực kỳ cực kỳ hay, cực kỳ cực kỳ thú vị cho các bạn ha. Và bởi vì uh, trong thị trường đang có một diễn biến mà nó đưa ra những cái chỉ báo rất là thú vị và chỉ báo này thường nằm ở phần nâng cao nhưng mà hiện tại nó đang xuất hiện cho nên mình có nhu cầu muốn chia sẻ với các bạn trong cái tập video này có thể nó nâng cao hơn một tí so với người mới nhưng mà không sao sau khi bạn hoàn thiện những cái chuỗi series cơ bản thì bạn có thể quay trở lại để coi cái này hoặc là mình sẽ cố giải thích những vấn đề trong cái chỉ báo này một cách đơn giản và dễ hiểu nhất cho các bạn ok không làm mất thời gian của các bạn thì chúng ta tới với video nhé Rồi uh, chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình. Thì hôm nay mình muốn nói với cả nhà uh, về ba chỉ báo uh, đặc biệt của ngày hôm nay. Đó chính là cái chỉ báo cực kỳ quan trọng của ngày hôm nay chính là cái USD Index. Ha và trước khi đến với bài này thì anh em nào mà lần đầu tiên đến với mình và lần đầu tiên đến với kênh và coi video thì ok nếu anh em cảm thấy uh, những kiến thức thông tin mình cung cấp mà nó hợp lý, nó hữu ích cho mọi người thì có thể ấn like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Ok cảm ơn. Thì mình quay trở lại thì hôm nay chỉ số mà mình muốn chia sẻ với cả nhà là USD Index rất nhiều người đặt câu hỏi trên kênh cũng như là, là anh Duy ơi làm sao để phân tích chỉ số này anh Duy ơi làm sao để phân tích cái chỉ số này nó có liên quan gì với thị trường của chúng ta hay không thì à, cái video này mục đích để giải quyết tất cả những cái thắc mắc của các bạn trên cái kênh channel của mình đầu tiên thì chỉ số này là chỉ số sức mạnh dòng tiền của đồng đô la hay còn gọi là thước đo giá trị của đồng đô la Mỹ ha mình có Technot ở đây và ký hiệu của nó ok là DX DXY hoặc là USDX tùy vào cái platform mà bạn đang tra cứu nó thì ở trên TradingView thì uh, thường người ta sẽ sử dụng cái DXY này là cái ký hiệu của cái uh, USD Index ha. Rồi ok. Vậy thì hôm nay mình muốn phân tích thêm một cái cụm nữa nó sẽ có liên quan gì đối với thị trường của chúng ta chính là nó có liên quan gì đến một cái cụm này là Bitcoin hay gọi viết tắt là BTC và một cái nữa Chính là Crypto Total Market Cap. Thì cái này sẽ được di chuyển với nhau như thế nào thì bạn có thể coi giùm mình hôm nay. Đầu tiên, đối với chỉ số của USD Index này thì nó làm cái gì? Nó ảnh hưởng rất nhiều đối với lại cái thị trường đang ở ngoài kia mà chúng ta đang thấy trên nền kinh tế. Cái đồng đô la Mỹ ảnh hưởng đến tất cả những cái giao dịch, hàng hóa, thương mại, ngoại hối và còn nhiều nhiều nhiều, nhiều thứ nữa trên thị trường. Rồi, ok. Vậy trên thị trường còn có các cặp giao dịch điển hình như bạn thấy đây là cặp giao dịch về vàng, cặp giao dịch về bạc, cặp giao dịch về dầu wti hay là dầu Brent và còn rất nhiều cặp giao dịch khác có sử dụng cái đồng tiền này, cho nên nó là một trong những chỉ số cực kỳ quan trọng đối với lại thị trường tài chính nói chung. Vậy thì mình đến với một cái việc là quan hệ thuận và nghịch của cái chỉ báo usd index này đối với lại bitcoin và thị trường crypto của chúng ta nói chung là như thế nào đây. Đầu tiên chỉ số này là để viết tắt nha mình xài cái chữ dxy này nó sẽ quan hệ nghịch với lại cái chỉ báo của btc và crypto total market cap và chúng ta có một cặp quan hệ thuận với nhau ở đây chính là btc sẽ quan hệ thuận với lại cái crypto total market cap bởi vì btc chính là cái đồng tiền crypto dẫn đầu trên thị trường và chiếm vốn hóa cực kỳ lớn cho nên cái việc nó tỷ lệ thuận và quan hệ thuận với lại cái thằng crypto total market cap là chuyện đương nhiên rồi, à, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết bên trong phân tích các chỉ số này và đưa ra các cái nhận định của mình cho bạn xem nhé. Ok, chúng ta sẽ đến với lại cái phần này. À, đầu tiên thì giá cả của Bitcoin ngày hôm nay đang tụt khá là mạnh, chỉ còn khoảng tầm 37,3 và đang hiện đang xây quay tầm ở 38. Ha, bạn nhìn đây là cái volume giao dịch cực kỳ yếu mà mình đã phân tích rất là nhiều những cái à, trong những cái video livestream và trên dữ liệu on-chain. Thì đây là cái mu mà cực kỳ yếu luôn cụ BTC và khả năng break xuống là còn rất cao nữa Rồi, ok, thì đây à, là mình sử dụng cái tool công cụ là Trading View như thế này Để mà sử dụng, đây, đây là cái mã DXi, bạn có thể gõ trên này ha, US Dollar Currency Index, chỉ số sức mạnh dòng tiền của đồng đô la Rồi, thì bạn sẽ có một cái biểu đồ giống như thế này thì bây giờ mình sẽ chỉ bạn cách đọc biểu đồ của cái thông số thằng này như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy một cái mốc là mức 100 ở đây là mức chuẩn. Rồi, ok vậy nếu như cái thị cái đồng này, cái chỉ số này nó giảm đến một cái mức như là 89%, thì có nghĩa là bạn sẽ đọc như thế này, chỉ số uh, US Dollar Index này á hay là chỉ số này đang bị giảm 11% ha. Rồi nếu như nó tăng trưởng lên, hiện tại là 103 đi 103 thì bạn kêu là a à, chỉ số you uh, giờ sức mạnh của đô la đang tăng là 3%. Rồi ok thì ở đây chúng ta đang thấy trên với một cái thị trường nền kinh tế nói chung thì tại sao cái chỉ số này nó lại có một cái đà tăng mạnh như vậy. Uh, để mình lấy một cái uh, từ từ nha để mình vẽ cho mình một tí xíu cái này. Để cho các bạn có thể xem rõ hơn và cái chu kỳ tăng trưởng của nó như thế nào. Ok. Rồi, ở đây để mình vẽ cho các bạn xem đây là một cái chu kỳ tăng trưởng của nó như thế nào. Mình vẽ từ cái vùng này ha, từ cái ngày tháng 5 năm 2021 thì cái chỉ số này bắt đầu nó có như thế này. Các cái đường di chuyển của nó đa phần là đi sideways rồi sau đó nó đi thẳng lên bạn ha. Rồi và gần đây tại sao những cái mu di chuyển gần đây nó lại mạnh đến như vậy? Rồi ok. Thì ở đây bạn có thể thấy nó di chuyển mạnh đến như vậy và nếu như Chúng ta tính về oh, tổng điểm cho nó luôn nha. Chúng ta tính về tổng điểm cho nó luôn. Từ đây lên đến đây. Đó. Thì hiện tại nó đã tăng trưởng từ mức là 89 điểm cho đến mức là 104 điểm rồi. OK và cái tăng trưởng mạnh ở khúc này giải thích cho cái việc đó là như thế nào? À, khi cái chỉ số này nó tăng trưởng thì bạn sẽ đi làm ơn đối chiếu lại với mình cái thị trường chứng khoán quốc tế, đặc biệt là trong cái tháng Tư vừa rồi chỉ số Nasdaq nó giảm rất là sâu, giảm uh, đến gần 13% và giảm sâu nhất tính từ năm tháng 10 năm 2018. Rồi bên cạnh đó thêm các chỉ số dẫn đầu thị trường bên chứng khoán là chỉ số S&P S&P 500 thì cũng có một đợt giảm mạnh do cái việc là covid nó đang được bùng nổ ha rồi và đặc biệt trong một cái mưu này bạn thấy nó tăng trưởng mạnh như thế này mình đó là một cái vấn đề liên quan đến kinh tế đang gặp cực kỳ những vấn đề khó khăn do cái việc thắt chặt tiền tệ của cục à, dự trữ liên bang mỹ ha đó chính là fed và rồi bên cạnh đó thì tất cả các chỉ số lạm phát của các quốc gia đứng trên hàng đầu thế giới về kinh tế cũng vẫn đang tăng trưởng một cách kinh khủng khiếp rồi và một thông tin add on vào cho cái việc mà tăng giá chỗ của cái uh, chỉ báo này chính là cái việc đứt gãy chuỗi cung ứng do chiến tranh giữa uh, nga và ukraina diễn ra thì bạn biết rồi nga là một trong những quốc gia mà nó có cung cấp dầu và nhiều cái nguyên liệu khác cho quốc tế rất là lớn thì nếu như nó làm cho cái thị trường kinh tế biến động và giá cả đứt gãy chuỗi cung ứng cho nên nó sẽ làm cho những cái thị trường khác bên kinh tế đã biến động và tăng trưởng khá là đột biến. Rồi, và một cái việc nữa mà mình muốn nói ở đây chính là một cái việc là dịch Covid ở Trung Quốc lại tiếp tục bùng nổ trở lại, cho nên đây chính là một trong những lý do mà thị trường kinh tế đang xấu và chỉ số sức mạnh của đồng đô la tăng trưởng trở lại và xét cho một cái mô tăng trưởng dài hạn thì bạn thấy từ tháng 5 đến giờ thì chỉ số này tăng trưởng từ 89 điểm cho đến 103 điểm như bạn thấy trên hiện tại Rồi mình sẽ zoom out ra một tí khi một thị trường nó sẽ như thế này Ok bạn thấy thị trường đang quay trở lại cái đỉnh của nó là vào ngày 23 tháng 3 năm 2020 Và zoom out ra một tí chúng ta lại có chính xác một cái mốc Và này đến tận năm 2017 luôn bạn ha Thì sau khi đạt cái ngưỡng giống như thế này tầm khoảng 103, 104 và cao nhất là 104 thì thị trường bắt đầu điều chỉnh xuống điều chỉnh xuống rồi bên này cũng vậy đúng không ha đạt cái mốc này và thị trường bắt đầu điều chỉnh xuống ok vậy thì liên quan gì đối với bitcoin đối với crypto của chúng ta một chỗ này rất 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 liên quan ok mình sẽ cho các bạn sự tương quan ở chỗ đó đây đây là một cái mô hình sự tương quan giữa cái chỉ số sức mạnh của đồng đô la DXY nằm ở đây, nằm ở thần cuối cùng và Bitcoin nằm ở đây và crypto total market cap nằm ở đây thì nhìn trên biểu đồ này chúng ta sẽ thấy hai thằng này là hai thằng tỷ lệ thuận với nhau ha bởi vì cái mu di chuyển của nó là rất rất giống nhau rồi và tất cả hai cái thằng ở trên này nó đều sẽ nghịch lại với cái chỉ số của đồng đô la sức mạnh của đồng đô la rồi khi Bitcoin tăng trưởng thì chỉ số này nó giảm xuống và một điều mình đang muốn nhấn mạnh ở đây cái này nó giảm xuống thì Bitcoin tăng đúng không ạ à? vậy khi cái mua này nó giảm xuống thì bạn có thể đi kiểm tra dữ liệu là trên thị trường xem ra có tăng không nhá và chỗ này Chúng ta hoàn toàn đi kiểm tra lại được vào ngày 24 tháng 3 năm 2020 và sau đó Bitcoin giảm xuống. ha Thì liệu rằng có tăng hay không? Thì cá nhân mình cho bạn thấy ở một cái khúc này trước đã. Rồi. Ok, và đó chính xác là tăng. Ở đây là dữ liệu đối chiếu từ năm 2017. Khi cái này nó giảm xuống thì Bitcoin có một cái đợt tăng giá từ 937 đô và di chuyển lên cái mức on time hai lần đầu tiên của nó là 18.953 đô la Đấy thì chỉ số này giảm từ cái mốc là lẻ à, 102 điểm ha Và sau đó xuống cái mốc là 89 điểm rất giống với chúng ta bây giờ rất giống rất gần giống vật đẩy đầu tiên rồi sau đó thị trường này nó tăng trưởng lại lên trên này di chuyển từ cái mốc 89 và đạt cái all time high là 101 thì Bitcoin di chuyển từ đợt đó từ cái đợt sập đó nha từ cái 89 điểm lên 103 điểm đó thì là Bitcoin chúng ta đang giảm giá nè bạn ha 5813 thằng này nó cứ tăng là ông nội này chúng ta sẽ có cái mua giảm, giảm xuống rồi. Đến cái chỗ này có phải là ngày 23 tháng à lộc 23 tháng 3 đúng rồi, năm 2020 thì bắt đầu một chu kỳ giảm mới của cái chỉ số sức mạnh này và nó giảm xuống thì bạn thấy nè, bên này đúng không? Đây 20, 25, 23 tháng 3 vậy nè thì bắt đầu chu kỳ này nó giảm xuống thì việc gì đã xảy ra đối với thị trường crypto là giá cả của Bitcoin tiếp tục có đà tăng trưởng từ 5.813 đô la cho đến một cái mốc như thế này vào ngày 3 tháng 5 thì đạt được là 58.000 58.300 đô một Bitcoin. Rồi, tiếp tục chúng ta lại đang thấy một cái đà di chuyển từ cái tháng đó lại tăng trưởng lên cực mạnh lên đến 103 và gần 104 như hiện tại thì Bitcoin của chúng ta đang bắt đầu giảm từ 69.000 về đến 40 và thậm chí bây giờ chúng ta đang thấy một cái đà tăng trưởng là còn đang giảm rất mạnh thì đó là sự tương quan giữa cái chỉ số này đối với thị trường crypto của chúng ta và đặc biệt là đối với chỉ số của Bitcoin và cái crypto market cap nói chung luôn. Ok, thì đó Tiếp theo và bên đây thì chúng ta đã có một cái biểu đồ mà mình cũng hay dùng nó để mà phân tích trong cái livestream lần trước với cả nhà thì đây không thể nào break được 40 và khi đó thì Bitcoin đích là yếu về mảng volume và đặc biệt cái lượng Bitcoin đang nằm trên sàn là thấp nhất trong 3 năm gần đây. Mình đã phân tích chỉ số này rất nhiều trên các cái livestream và một trong những thông số như vậy đưa cho mình một cái yếu tố có thể gọi là sực ra một kịch bản là nhà cái đang làm giá và giá cả của thị trường sẽ đều được đẩy xuống như này và cái này đến đây thì không chỉ dừng lại ở cái mức 38.400 mà hiện tại nó đang còn nằm ở cái mức 37.000 tới nơi rồi ha 37.700 nó xuống tới mức đây rồi và hôm qua tối qua thì nó còn giảm xuống mức 37.400 cơ đó thì đã xuống tới đây rồi thì đây là một kịch bản khá là hợp lý cho cái mùa này và nó chính xác với lại các cái dự kiện chúng ta đang có ở đây liên quan đến các thông số rồi và đặc biệt mình đến với một cái giả thuyết ở chỗ này thì một lần nữa để cho bạn có thể hiểu vì sao nó như thế. Rồi ở đây chúng ta giả thuyết sẽ có ba cái vùng, ha, vùng tăng trưởng, vùng dow nó gọi là bear phase, uh, rally và cái thằng tích lũy accumulation. Rồi thì ở đây họ sử dụng một uh, một lần như thế này, nó ghi là 1.0 fibonacci distance thì cứ một rồi, 1 1 thì mỗi một cái như thế này thì họ sẽ giả thiết cho 44 cây nến tượng trưng cho 308 ngày ha. Thì ở đây cũng vậy, 44 cây nến tượng trưng cho 308 ngày và ở đây cũng vậy, 44 cây nến tượng trưng cho 308 ngày. Thì ba cụm này được gọi là ba cụm beer phrase là downtrend. Rồi, và sau khi kết thúc ba cái cụm này thì họ sẽ tính tiếp tục dựa trên 15 cây nến và 105 ngày dành cho cái vùng được gọi là tích lũy accumulation. Rồi, tiếp tục sẽ là vùng tăng trưởng rally. Đó, tăng trưởng lên như thế này. Chúng ta có một mùa tăng trưởng ở các cái mùa trước ha. Rồi, tiếp tục sau khi tích lũy 15 cây nến thì là một cái mùa tăng trưởng. Đó, vậy chúng ta đang ở giai đoạn nào? Chúng ta đang ở giai đoạn hơn một nửa chặng đường ở tích lũy và nếu tính theo cái chỉ số này, nếu tính theo cái thông số này thì chúng ta sẽ kết thúc mùa tích lũy vào cái tầm khoảng uh, ngày 30 tháng 5, có nghĩa là ngày cuối tháng 5, 30 tháng 5 năm 2022 và chúng ta sẽ chuẩn bị cho một cái chặng đường uh, tăng trưởng tiếp theo rồi và một kịch bản như thế nào và dự đoán ra làm sao thì trong một kịch bản nó sát như thế này thì mình sẽ có nghiêng về kịch bản giống như ở cái vùng tích lũy của cái lần trước thị trường đang cực thấp và sau đó tăng trưởng một đợt sóng nhỏ lên như thế này Bitcoin có thể di chuyển lên tầm khoảng 45 43 ngàn gì đó rồi sau đó đạp về thêm một lần nữa rồi sau đó mới đi một cái mua tăng trưởng mạnh như thế này ha nó gọi là có thể là rũ bỏ tất cả những cái người là weekend hand hay là paper hand hay là những cái người mới tới thị trường lần đầu nó tán nhau xanh mặt chỗ này luôn thì lúc đó thị trường mới đi vào mua tăng trưởng như thế này để mà chúng ta có thể chốt lời và ở đây thì họ dự đoán thôi thì chỉ số này nó break lên rồi này nọ thì chúng ta hy vọng rằng ở đây chúng ta có một cái chỉ báo có thể tăng trưởng ở đầu tháng 6 cho các bạn để bước vào một cái vùng tăng trưởng mới rồi vậy thì hoàn toàn chỗ khúc này là cái lúc thời điểm mà chúng ta bắt đầu phân bổ vốn của mình ra để mà đón những con hàng chúng ta đến các cái vùng giá thì video phân bổ vốn mình sẽ cắt ra để mà up lại trên cái kênh của mình để các bạn có thể tham khảo bởi vì mùa này mình nghĩ các bạn là người mới thì rất cần cái này rồi và đến đây thì mình đã kết thúc cái bài uh, chia sẻ của mình và mình hy vọng rằng với bài chia sẻ này thì nó có thể giúp ích được cho các bạn rất 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 là nhiều bởi vì mình nghĩ là chưa có ai nói về cái chỉ số này liên quan đến bitcoin liên quan đến tiếp như thế nào thì uh, nếu như bạn cảm thấy những thông tin mình cung cấp, chia sẻ và nó hay, hữu ích thì hãy like, subscribe và đặc biệt nếu cái này nó hay thì gửi cho các bạn mới, người mới có thể coi cái này để có thể có thêm được những cái kiến thức uh, trước khi bước vào thị trường đầy rủi ro này, high risk, high return. Ok, thank you tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo.